Mọi người đều đến rồi, chúng ta có nên bắt đầu luôn không? Dạ dạ, chuyện tốt mà sao lại trì hoãn chứ. Bindi, lấy nhẫn ra đây. Đeo nhẫn chưa? Hai người chưa trao nhẫn cho nhau hả? Giờ làm sao? Nè Kuna, con làm gì vậy? Đeo nhẫn cho chinh cầu thôi mà, nhanh đeo đi. Nhẫn đây, cầm đi con. Nè Kun, còn phải đợi ai mời con nữa hay sao hả? Sao con đợi ra vậy? Nhanh lên, đeo cho chinh cầu đi. Nè khoan đã, khoan đã, khoan đã. Thầy chọn thời gian rồi. Theo thầy thì con sẽ phải đeo cho chinh cầu, cho nên thời gian thích hợp để đeo là ngay bây giờ. Tôi hiểu được nỗi đau của cô Jingle. Tôi cũng đã cố gắng hết sức để giúp cô rồi, nhưng... Em đã cố gắng hết sức rồi để được đến hôn danh, nhưng em đã thất bại. Em xin lỗi anh Chu Phi. Cô Lila à, chúng ta cùng chụp ảnh đi, tất cả mọi người. Nào nào, xin mời, xin mời, xin mời mọi người. Nè Kuna, sao vậy? Hai đứa đã làm lễ xong rồi, bây giờ con có thể nắm tay của chinh cô. Nhanh, nắm đi, nắm đi. Bây giờ mẹ đang nghĩ đến chuyện chỉ vài ngày nữa con sẽ kết hôn, và con sẽ rời bỏ tất cả chúng ta và ra đi. Nhưng mà con cũng đừng buồn con yêu, vì bây giờ ngoài mẹ ra thì sẽ có thêm một người khác lau nước mắt cho con mà.
Thần linh cũng đã ban xuống cho con một người bạn đời tử tế là cuối. Mẹ chỉ mong một điều thôi, là hai đứa con sẽ luôn luôn hạnh phúc. Mẹ, con sẽ quay lại nghe. Khoan đã, Trinh Cô. Mẹ nhớ con nói hùng hồn lắm, là con sẽ phá hủy cuộc sống của Chinko, là con sẽ trả thù Lila Tanicha, dần dần. Nhưng đến lúc hành động thì lại có chuyện gì? Con sủi ga như một chai soda. Sao bây giờ con lại đứng yên ở đây vậy? Con không định nói gì hả? Nói đi, sao con lại tránh ánh mắt của mẹ? Nhìn mẹ đi, con nhìn mẹ đi, nhìn đi. Mẹ bị nhục nhưng con không trả thù được. Và con cũng không thể ngăn được lễ đính hôn của cô gái mà con hay gọi là bạn gái. Con đã thất bại một cách thật thảm hại. Không những vậy, Chinko cũng sẽ sớm đi lấy chồng thôi. Đến lúc đó thì con sẽ không thể làm được gì nữa đâu. Chỉ có thể yên lặng như một con gấu bông và nhìn thôi. Biết gì không, Yuffie? Gì? Con đã hoàn toàn thất bại rồi. Phải. Con đã hoàn toàn thất bại. Xin mẹ tha thứ, cho con một cơ hội đi. Lần này sẽ không sai lầm nữa, con xin hứa nhé. Sao? Sao mẹ phải cho con thêm cơ hội? Mẹ đã cho con một cơ hội lớn như vậy rồi. Và con đã làm gì? Không làm được gì hết. Con tuyên bố hùng hồn lắm mà. Con nói là con sẽ trả thù Lila, nói là con sẽ làm được chuyện này chuyện kia. Nhưng sao? Con biết mà, con đã sai. Là con sai rồi. Không nên nghe Kun. Đáng lẽ con không nên nghe những gì mà Kun đã nói với con. Chui vào con gấu bông màu hồng đó là sai lầm lớn nhất của cuộc đời con. Con nên có một kế hoạch khác. Gì vậy? Mẹ à, chuyện gì vậy? Mẹ tìm cái gì đó? Mẹ, mẹ định làm gì vậy? Mẹ à, đang tìm gì? Yuffie nè, mẹ chỉ con thứ mẹ đang tìm. Đưa hai tay ra trước đi. Tại sao chứ? Con hãy đưa tay của con ra phía trước đi. Nào. Mẹ à, cái này là cái gì vậy? Cái này, nó là gì hả? Con hãy dùng hai bàn tay này của con để bôi trái mực đen lên trên mặt của mẹ đi, Yuffie. Không chỉ có vậy, sau khi bôi xong rồi thì đưa mẹ ra ngoài đường. Con hãy vừa đi vừa hét thật to cho mọi người nghe. Đây chính là mẹ của tôi, mọi người hãy nhìn đi, nhìn mẹ của tôi đi. Tôi đã không thể thực hiện lời hứa với mẹ tôi. Thời đại này thì toàn thế giới cũng nên biết đến chuyện là một người con trai đã không thể hoàn thành lời hứa với mẹ của mình. Và Lila Tanicha một lần nữa chiến thắng trước mẹ. Lila Tanicha lần nữa giành chiến thắng. Đủ rồi mẹ ơi. Con biết là con đã phạm một sai lầm lớn, nhưng nó là lỗi của Kun. Con thấy từ khi anh ta bước vô cuộc đời của con thì mọi thứ đều đi sai hướng. Giờ thì không. Trước tiên thì con sẽ loại bỏ Kunsana ra khỏi con đường của con. Sau đó thì con sẽ tiêu diệt Chinko, trả thù cho những sỉ nhục của mẹ. Con trai xin hứa với mẹ đó. Mình nên gọi cô ấy trước khi có người nói với cô ấy. Chào Alisa. Xin chúc mừng anh. Em nghe nói là anh đã đính hôn. Alisa, em cũng biết là anh không muốn làm như vậy mà. Em cũng biết ba anh tức giận ra sao rồi đó. Không thể làm gì trước mặt ba. Em hãy cho anh một cơ hội. Không sao Kun. Lễ đính hôn này của anh diễn ra vì bị ép buộc, thì cuộc hôn nhân của anh cũng sẽ theo cách tương tự. Sau tất cả, gia đình vẫn là ưu tiên hàng đầu của anh. Em nghĩ đã đến lúc nói tạm biệt Kun. Tạm biệt? Alisa, em nói tạm biệt là sao? Em hãy hiểu những gì anh nói với em đi. Alisa,
mình phải gặp và giải thích cho cô ấy. Alisa, làm ơn mở cửa ra đi. Alisa, anh... Em biết ngay mà. Em biết là anh nhất định sẽ đến đây để thuyết phục em mà. Alisa, đây là gì? Em định rời khỏi thành phố, rời bỏ anh. Em không thấy quá cực đoan sao? Chúng ta có thể thảo luận mà. Chúng ta có thể tìm cách giải quyết. Giải quyết cái gì? Em chỉ đang sắp xếp quần áo trong tủ của em thôi. Sao anh lại nghĩ là em sẽ rời khỏi đây? Tại anh nghĩ em nghe về lễ đính hôn và... Không sao, Kun. Em biết là anh có thể làm tất cả mọi thứ cho gia đình của anh. Và em cũng tin anh chấp nhận lễ đính hôn này là vì anh đang bị gia đình của anh ép buộc. Em biết là một vở kịch đúng không? Em biết anh yêu em đúng không? Không sao, em hiểu mà. Alisa, gia đình rất là quan trọng đối với anh. Kun, bây giờ anh không cần phải giải thích cái gì với em nữa đâu. Em biết là anh thật sự yêu em mà. Và em cũng yêu anh. Chắc như vậy vẫn chưa đủ. Anh không thể làm tổn thương gia đình của anh. Không những vậy, nếu anh ở trong tình thế bắt buộc phải lựa chọn giữa em và gia đình, thì anh vẫn sẽ chọn gia đình còn gì. Không sao đâu, em hiểu mà. Hơn nữa bây giờ anh đã đính hôn rồi. Kết thúc chủ đề này ở đây. Em nghĩ là anh nên đi rồi, Kun. Chúng ta đã nói mọi thứ với nhau rồi. Tạm biệt. Em không cần anh, mà cần tài sản của anh, Kun. Đại gia đình của anh không là gì hết. Tao Du Vi lại gọi mình. Nghe. Đến chỗ ngắm hoàng hôn. Tôi muốn gặp anh. Gặp làm gì? Anh cứ gặp tôi, rồi anh sẽ biết thôi. Sao tôi phải gặp anh? Đừng có thái độ này nọ với tôi nữa. Nếu anh không đến đó để gặp tôi, thì tôi sẽ đến nhà của anh. Và theo sau đó sẽ là những ồn ào. Đừng trách là sao lại đến đó. Biết rồi. Ok. Chào Aman. Đúng Aman, tôi tới phòng của Du Vi để gặp anh ấy. Nhưng mà anh ấy không có ở đây. Không biết là anh ấy có nói với anh ấy đi đâu hay không hả? Nghe cậu ấy nhắc đến chỗ ngắm hoàng hôn gì đó. Sao? Giờ anh ấy lại rủ mấy anh đi đâu vậy? Chỗ ngắm hoàng hôn sao? Phải, đại loại vậy. Ờ, chào. Mấy thứ này Quỳnh, sao anh lại dám đeo nhẫn vào ngón tay cho chinh cổ của tôi như vậy chứ? Anh chạm vào chinh cổ bằng tay này hả? Tôi sẽ chặt tay của anh. Dù vì chính là bạn trai của tôi, anh ấy hành xử hung hăng với anh tới như vậy là vì anh đã đồng ý kết hôn với tôi đó, Quỳnh à. Không chỉ mù quáng mà còn điên rồ, ngốc nghếch, ngu ngốc và những thứ khác nữa. Tình yêu chính là điểm yếu của tôi đó. Tôi có thể đánh anh, Du Vi, nhưng bây giờ tôi đang kiềm chế điều đó là vì tôi có lý do. Sao chứ? Chinh cô à, em mới để anh đó hả?
Để anh sao? Vì muốn cứu tên đó sao? Hả? Làm vậy không công bằng. Cô sẽ chết mất thôi Yuvi à. Anh ta sẽ chết. Chinh cô à, em nghĩ gì vậy? Tưởng mình là nữ siêu nhân có thể cứu anh ta sao? Sao anh phải làm những chuyện này chứ? Vì tình yêu của chúng ta. Chắc là em không còn quan tâm đến tình yêu của chúng ta nữa chứ gì. Yuvi, anh hiểu lầm em rồi. Yuvi, nếu mà tình yêu của chúng ta là đúng, sao lại phải làm ra những chuyện sai trái chứ? Giết cô thì mình được cái gì chứ Yuvi? Bây giờ anh đang giận, bình tĩnh. Ngồi xuống nói chuyện đi. Đã quá muộn để ngồi xuống nói chuyện rồi. Giờ là lúc hành động. Vì Quân đã hết thời gian. Yuvi, anh hãy thôi đi. Yuvi à, đừng mà. Có sao không? Tôi đã nói rồi, có lý do nên tôi mới kiềm chế. Lý do đó là Jinko. Cô ấy đã yêu anh đến mức điên cuồng. Và tôi tôn trọng tình yêu cô ấy dành cho anh, nên tôi không muốn động tay với anh. Nếu như bạn trai mà bị người khác đánh trước mặt bạn gái của mình, thì bạn trai chắc sẽ mất mặt lắm. Nên tôi không muốn động tay với anh để anh không bị mất tự trọng trước mặt bạn gái của anh. Nhưng anh lại không xứng được tôn trọng. Dám đe dọa tôi? Anh là ai mà lại dám chen vào giữa tôi và chính cô chứ? Yuvi, Yuvi à, nghe đây, bình tĩnh, ngồi xuống nói chuyện đi mà, Yuvi. Nếu anh còn làm vậy với chính cô một lần nữa thì tôi sẽ cho anh một bài học. Một bài học mà anh sẽ nhớ suốt đời, sau này không dám động tay với ai nữa. Hiểu không? Anh định đánh tôi sao? Nhào vô, đánh đi, nhào vô, đánh đi, đánh đi. Kun, bu ra, Yuvi, Kun. Đừng mà, bu ra đi mà, bu ra. Hai người điên rồi. Mẹ à, nghe con nói đi, một phút thôi mẹ. Mẹ à, khoan đã. Mẹ à, nghe con nói đi mà, một lần thôi mẹ. Mẹ đã hiểu tất cả rồi Chinh Cô. Cậu đang chứng minh cậu chính là con của Anita Lutha đúng hay không? Đứa con trai cũng giống như người mẹ của mình, đều làm hành động thấp hèn và đáng khinh bỉ. Cậu nghĩ cái gì mà cậu lại dám tấn công Chinh Cô và con của tôi như vậy? Hả? Cậu có thoát được không? Bây giờ tôi sẽ gọi cảnh sát đến đây. Tôi sẽ cho cậu vào tù. Tôi sẽ gọi cảnh sát. Mẹ! Bỏ đi, mẹ, bỏ đi. Mẹ đừng làm như vậy mà mẹ. Mẹ nhìn đi, con nhà Côn được không sao mà. Không phải làm như vậy đâu. Sao mà bỏ qua chuyện này được? Mẹ có nên tha thứ cho tên côn đồ này hay không? May là mẹ đang từ đền về và nhìn thấy xe của hai đứa ở đây. Không thì hắn ta đã giết hai đứa rồi. Mẹ sẽ không tha cho tên côn đồ này đâu. Cô ơi. Nè, gì vậy con? Bỏ đi cô ơi. Nhưng mà... Hãy gì con? Nếu... gọi cảnh sát thì sẽ lộn xộn không cần thiết. Mọi người sẽ có cơ hội bàn tán và nói dớ dẫn về nó. Gia đình cũng sẽ mang tiếng xấu. Mình nên tránh điều này. Đây là điểm khác biệt giữa cậu và con rể tôi. Dù cho cậu tấn công Quân như vậy, nhưng mà Quân vẫn không khiếu nại cậu với cảnh sát. Cậu thấy Quân là người thế nào chưa? Đây là những gì mà cậu không được gia đình của cậu dạy dỗ. Tôi sẽ nói chuyện với mẹ của cậu. Đi. Ôi thần linh ơi, sao Yuvi không chịu nghe điện thoại vậy? Hy vọng nó không sao. Không biết là Yuvi có đối đầu với Kun hay không. Sao đây?
Alo Yuvi, con có sao không? Nghe đây, con đã xử lý được Kun hay chưa? Rồi. Đây nè. Yuvi, Yuvi à, chuyện này là sao? Con có sao không? Anita Lutha, từ trước đến nay tôi chưa bao giờ kỳ vọng điều gì từ cô, nhưng mà cô lại hèn hạ đến mức không tưởng tượng được. Những người làm mẹ thông thường sẽ dạy những điều tốt đẹp cho con cái của mình. Cô thì sao? Cô không thể xấu hổ hay sao vậy? Cô lại chính là người đẩy con trai Yuvi của cô vào trong những việc làm sai trái như vậy. Cô xúi dục Yuvi của cô giết con rể côn của tôi đúng hay không? Nhưng mà người ta nói đúng, dù cô có muốn hãm hại người khác đến mức nào đi nữa, nhưng mà thần linh không muốn thì không thể làm được đâu. Nhìn đi, hôm nay tôi vẫn là người chiến thắng, còn cô thì thua rồi Anita. Cô muốn giết côn của tôi đúng hay không? Nhưng giờ cô hãy nhìn đi, những gì con rể của tôi đã làm với con trai Yuvi của cô. Chưa đến một phút là tôi có thể cho cô cũng như con trai của cô vào trong nhà đá bốc lịch rồi. Nhưng mà tôi sẽ không làm như vậy đâu. Nếu tôi mà làm như vậy thì từ bây giờ cuộc đời của con trai cô sẽ bị hủy hoại nặng nề. Đây là khác biệt giữa cô và tôi đó. Biến, tôi sẽ tha cho hai người một lần nữa. Nhưng mà có một chuyện này cô phải nhớ, tôi muốn cô phải ghi nhớ thật là kỹ Anita. Chỉ vì khát khao trả thù hết sức vô lý của cô mà tôi và gia đình của tôi đã phải trải qua quá nhiều rắc rối vì cô rồi đó. Nhưng mà chuyện lần này thì lại có liên quan đến tương lai của Jinko nhà tôi. Nếu như sau này con rể của tôi mà xảy ra bất cứ chuyện gì thì tôi sẽ làm mọi thứ tôi có thể đó. Tôi sẽ không tha cho ai nữa đâu. Từ nay về sau, nếu tôi thấy con trai Yuvi của cô mà còn lảng vảng gần cô và Jinko thì cảnh sát sẽ đến nhà, chứ không phải là tôi đâu. Làm sao vậy con? Sao con lại buồn bã như vậy chứ? Hả? Không sao rồi con. Nè, cô đã không sao rồi, đúng hay không? Dạ. Chị ơi, em thật sự không hiểu tại sao chị không làm đơn khiếu nại với cảnh sát vào vụ việc hôm nay. Đúng rồi đó, sao không làm? Nè Raman, Bindi, im lặng một chút đi được không? Nghe hai đứa nó kể coi chính xác là đã xảy ra chuyện gì. Kể đi con, hai đứa đã đến đó bằng cách nào và sao Yuvi cũng có mặt ở đó vậy? Con và Jinko có hẹn gặp nhau ở chỗ đó. Không biết Yuvi từ đâu đến, anh ta đã đánh con. Nhưng mà Kun à, con hãy nghe đây. Cô thật sự rất vui vì con đã đáp trả lại Yuvi một cách rất thích đáng. Con làm tốt lắm ha. Nghe con nói đi. Con biết là Lila Tanicha đã xúc phạm mẹ rất nhiều lần. Con sẽ trả thù chuyện đó cho mẹ mà. Vì mẹ bị Lila Tanicha xúc phạm cho nên từ giờ con sẽ không nhẹ nhàng với Jinko nữa. Lần này con sẽ thành công, sẽ không thất bại đâu. Chắc chắn. Yuvi, tất cả những vết cắt và vết thương này rồi sẽ lành lại. Nhưng mà vết thương mà Lila Tanecha gây ra với cái tôi của chúng ta thì không lành được. Vết thương đó chỉ có thể lành khi con hoàn thành lời hứa mà con đã hứa với mẹ. Không mẹ, con nhất định sẽ thực hiện lời hứa của con với mẹ mà. Con đã cố tình đưa Jinko Tanicha vào trong cái bẫy tình yêu này rồi. Không phải là vì con yêu cô ta, mà là vì con có thể trả thù cho mẹ. 48 tiếng. Chỉ 48 tiếng thôi, Jinko sẽ tiêu đời. Con sẽ làm nhục Jinko để cho từ nay về sau cô ta không thể nào ngẩng cao đầu tại Amrissa này nữa. Cô ta đáng bị như vậy. Cảm ơn vì đã chăm sóc cho con trai của tôi. Nhưng mà
Nếu ngay từ đầu cô nói tôi biết là nó bị thương thì tôi đã chăm sóc cho con của tôi rồi. Tôi cũng muốn cảm ơn cô Binny vì cô đã không giấu giếm tôi chuyện này. Cô đã gọi điện báo tôi biết. Chúng tôi phải nói với bà chứ. Jingle và cô vẫn chưa kết hôn, nhưng con tôi đã xảy ra chuyện rồi. Không biết lấy rồi còn đã sao nữa. Mẹ à, đừng mà. Đủ rồi Kun à, mẹ biết mẹ đang nói gì mà. Bà Usa, tôi có thể hiểu được cảm xúc của bà ngay lúc này mà. Trên đời này không có người mẹ nào muốn thấy con đau đớn hết. Cho nên tôi mong bà tha thứ cho những chuyện mà Kun đã gặp phải. Lời cầu xin tha thứ này có chữa lành được những vết thương của con trai tôi không? Cô là người có thù hằn với Anita Luta và con trai cô ấy. Nhưng mà sao con tôi phải chịu đau khổ về chuyện đó chứ? Từ lúc chúng tôi được giới thiệu để làm quen với cô Lila là những chuyện không hay cứ xảy ra. Chúng tôi là một gia đình Punjabi truyền thống và không phải kiểu gia đình ồn ào. Chúng tôi cũng có địa vị. Những trận đấu đá và cạnh tranh này không phải phong cách của chúng tôi đâu. Cho nên ngay từ ngày đầu tiên tôi đã không chấp thuận chuyện này rồi. Bà Usa, bà đang nói gì vậy? Cô cũng nghe thấy hết rồi. Sẵn tiện nói chủ đề này thì tôi cũng nói rõ luôn. Tôi không thích chinh cô một chút nào hết. Bà Usa, gì vậy? Bà không thích hả? Mẹ của con nhìn thấy con trong tình trạng này nên mẹ mới lo lắng và mới phản ứng như vậy thôi. Con nghĩ chúng ta nên đi về. Khoan đã Kun, để mẹ nói hết nỗi lòng của mình đi con. Cô Lila, tôi thực sự không cố ý làm cho cô buồn lòng khi nghe những điều này đâu. Tôi cũng là mẹ và tôi không muốn nhìn thấy con trai của tôi gặp phải chuyện gì hết. Còn nữa, tôi cũng nghĩ là Jingle không phải là cô gái phù hợp với Kun đâu. Tôi nghi ngờ nhân cách của Jingle. Và tôi cũng không thích cách cư xử của Jingle. Tôi cũng không nghĩ là Jingle sẽ có thể là một người vợ hay là một cô dâu ngoan ngoãn. Thôi đủ rồi, đủ rồi. Xin thứ lỗi. Bây giờ tôi không thể nghe thêm một từ nào về Jingle nữa đâu. Jingle của tôi, con của tôi, niềm tự hào của tôi, tấm gương của tôi. Tôi chắc chắn với bà, Jingle là đứa con gái sẽ không bao giờ làm chuyện khiến cho tôi phải cảm thấy xấu hổ với người khác đâu. Mẹ, hứa rồi mà. Chúng ta không nói chuyện này nữa. Mẹ, có chuyện gì vậy? Bây giờ bà ấy sẽ hủy bỏ hôn ước ngay lúc này hay sao chứ? Không, không thể như vậy được. Mẹ không thể nào kiếm được một chàng trai nào tốt hơn Kun. Cậu ấy là người tốt nhất rồi. Dù có chuyện gì đi nữa thì con vẫn phải kết hôn với Kun Jingle à. Mẹ, mẹ giận hả? Con không sao. Chịu đựng đủ rồi Kun. Mẹ cũng biết là con không thích Jingle. Mẹ và con không hề có tội tình gì hết.
Sao mà con cứ phải chịu gánh nặng này chứ? Mẹ sẽ nói với ba của con. Mẹ nói với ông ấy hủy bỏ hôn ước này. Dù ba con có chịu hay không thì mẹ tuyệt đối cũng không để cuộc hôn nhân này diễn ra đâu. Mẹ nghe con đi. Con sẵn sàng kết hôn với Jingle rồi. Mẹ biết mà Quân, con im lặng là vì mẹ. Con cũng biết đó. Nếu mẹ nói với ba của con phá vỡ hôn ước của con với Jingle thì ba của con sẽ chửi rủa mẹ một cách thầm tệ. Nhưng mà mẹ tuyệt đối sẽ không để cuộc đời của con bị hủy hoại như vậy đâu. Và mẹ nhất định sẽ không để cuộc hôn nhân này diễn ra. Con xin lỗi vì hôm nay đã nói dối mẹ. Nhưng mẹ đừng lo, mong ước của mẹ sẽ thành thật. Jingle và con đã có thỏa thuận với nhau trước rồi, nên tụi con sẽ không kết hôn với nhau đâu mẹ. Dù con có rất muốn nhưng bây giờ con chưa thể nói với mẹ thỏa thuận này được. Ba ơi ba, con lại bị stress nữa rồi. Con cũng thấy bối rối lắm. Ba ơi, xin hãy cho con sự sáng suốt. Ba biết điều gì là tốt nhất cho con đúng chứ? Ba hãy cho con nhiều quyền năng để con chọn thứ tốt nhất cho mình đi. Còn nữa, con có thể làm những gì tốt cho con cũng như là gia đình của con. Jingle, những gì mẹ tôi nói hôm qua, tôi xin lỗi. Kun, tôi cũng muốn xin lỗi anh vì chuyện hôm qua, bị thương nặng lắm có đúng không? Tình hình vượt khỏi tầm kiểm soát của tôi. Không sao đâu, mẹ của anh bị stress. Mẹ của anh cũng vì lo lắng cho anh mà thôi, không sao đâu. Dù sao chúng ta cũng không có kết hôn nên là chuyện này không sao hết. Mẹ anh không thích tôi thì cũng không sao. Tôi không đến để xin lỗi cô mà là mẹ của cô. Tôi cũng biết là mẹ cô đang thấy rất tệ. Tôi nhìn thấy mẹ cô khóc nên tôi thấy có lỗi. Tôi mong cô biết những chuyện này là tại Du Vi. Tôi cũng thay mặt Du Vi để gửi lời xin lỗi tới anh. Tôi thừa nhận những việc hôm qua anh ấy làm là sai trái. Nhưng mà anh ấy không tệ tới mức đó đâu. Anh ấy thật sự đã rất tức giận. Mỗi lần anh ấy tức giận thì sẽ làm bất cứ chuyện gì, nên là hôm qua mới lộn xộn như vậy thôi. Bảo vệ đến khi nào? Chào Du Vi. Tất nhiên cô sẽ gặp anh Du Vi. Vậy anh phải xin lỗi anh ta đó. Tôi không gặp anh ta. Cô sẽ gặp anh. Trời ơi, tôi ngửi thấy một mùi thơm ngon bốc ra từ nhà bếp đó. Bà nấu gì vậy? Hôm nay chúng tôi làm đồ ăn từ bột mì. Tôi muốn mang một ít qua đây để tặng cho tất cả mọi người trong nhà. Tôi nghĩ là mình nên tự mang đến. Tôi cũng muốn gặp bà nữa. Bà vẫn chưa trả lời cho tôi biết là bà đang làm gì đó. Kadijawa,
Trời ơi, bà có biết đây là món ăn yêu thích của Chinh Cồ nhà tôi hay không chứ? Bà Usa, vậy bà nêm đếm gia vị bằng cách nào? Mù tạt hay là thì là? Sao mà cô phải làm vậy chứ? Hai chúng ta đều biết tối qua xảy ra chuyện gì mà. Cô Lila, hôm qua tôi đã nói tất cả với mọi thứ với cô rồi. Và cô đã bị tổn thương rồi. Nhưng giờ thì tôi không thể chịu đựng được nữa. Bà Usa à, bà hãy quên những chuyện xảy ra tối qua đi. Nhìn thấy những gì xảy ra với cô tối qua thì người làm mẹ đương nhiên sẽ thấy lo sợ. Bà sẽ phải tức giận thôi. Tôi thấy bà phản ứng như vậy cũng là đúng. Cũng vì sự ganh đua giữa tôi và cô ta cho nên cô mới gặp phải chuyện đó. Trên đời này ngoài tôi ra thì không còn một ai khác nghĩ cho con trai của tôi nữa đâu. Tôi chỉ mong là con trai của tôi sẽ được hạnh phúc thôi. Và tôi cũng biết Jinko không phải hạnh phúc của nó. Nghe tôi nói đi. Tôi cũng biết là bây giờ bà đang cảm thấy bực mình với chúng tôi lắm. Nhưng mà tôi đảm bảo với bà là Jinko sẽ cho con trai của bà hạnh phúc mà. Tôi đảm bảo điều đó. Cứ chờ mà coi. Ngày nào đó Jinko sẽ chiếm được trái tim của bà thôi. Bà nhất định sẽ nhận ra được điều đó thôi. Bà sẽ chấp nhận Jinko làm con dâu của gia đình này. Đó là quyết định sáng suốt nhất của bà. Nhưng mà tôi lại không có quyền quyết định trong gia đình này. Tất cả mọi thứ do chồng của tôi quyết định. Hơn nữa, mối quan hệ gây dựng trên sự hòa hợp, nếu thần linh thật sự muốn chinh cụ vô nhà tôi thì cũng đành chịu thôi. Nếu như vậy thì tôi không cần phải lo lắng nữa rồi. Bởi vì tôi chắc chắn với bà, chinh cụ và Kun được thần linh tạo ra là để dành riêng cho nhau mà. Kun à, từ lúc chúng ta gặp nhau thì tôi thấy không có một chuyện gì là đi đúng hướng hết. Anh biết đó, tôi có hai điểm yếu. Một là chinh cô, còn lại là nóng nảy. Nè anh bạn, hiện giờ tôi đang cảm thấy rất xấu hổ vì những gì tôi đã làm. Cho nên Kun à, tôi ngồi đây vì tôi thật sự muốn nói lời xin lỗi đối với anh. Tôi hứa là sẽ không bao giờ có chuyện này nữa đâu. Tin tôi đi. Dẹp sự thù hận không cần thiết này sang một bên và bắt đầu một tình bạn mới đi. Xin chào, tôi là Yuvi. Thôi mà Kun, anh hãy bắt tay nhau đi, làm bạn của nhau đi chứ. Yeah, tôi rất vui vì hai người làm bạn bè. Ôi không, Yuvi, điện thoại sắp hết pin rồi. Bây giờ em phải về nhà, nếu không thì mẹ sẽ tới tìm em mất. Không sao em yêu à, em về đi. Chào Kun nha. Chào. Tôi về đây. Ê nè, khoan đã. Anh đi đâu vậy? Chúng ta mới kết bạn thôi mà. Ngồi lại và trò chuyện với nhau một chút đi chứ. Hình như là anh chưa tha cho tôi. Được rồi, một lần nữa tôi thật sự xin lỗi anh nha, được không? Không sao, không có gì. Ê, tốt. Anh bạn à, bởi vì anh tha thứ cho tôi cho nên chúng ta bắt tay nhau đi ha. Tôi xin lỗi nha Kun. Kun à, toilet kìa. Tối nay bạn bè của tôi có tổ chức tiệc, mình đi dự đi. Trang trại, lúc 8 giờ, nhớ đến nha, em yêu. Tin nhắn của anh Kun. Không biết anh rể Kun sẽ gửi tin nhắn lãng mạn gì cho chị Jinko nữa. Có nên đọc không ta?
Xin lỗi, quên điện thoại. Không sao, không thành vấn đề, tốt. Tôi hong khô đã. Được. Kun à, anh có quên điện thoại ở đây là anh đã mắc sai lầm lớn rồi đó.